Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bếp Nhà Kê. Hôm nay thì Bếp Nhà Kê sẽ làm món bánh bu bơ nhé. Bánh này thì ăn rất là thơm ngon nhé, giống như bánh quy Danisa vậy đó. Nguyên liệu thì mình sẽ có 200g bột mì. Các bạn có thể sử dụng bột mì số 11 hoặc bột mì số 13 nhé. 120g đường bột, đường xay các bạn. 120g bơ nạc nha, bơ động vật, bơ nhạt. Một quả trứng thì nặng khoảng 60-65g nha. Mình có 3g bột vani và 3g bột nở nha. Trước tiên thì mình sẽ đi các bạn sẽ cho bơ vào trong son và các bạn đun với nhiệt độ nhỏ nhé, để cho bơ tan ra, để cho bơ chảy ra nhé, chảy tan thành nước loãng ra nha. Các bạn ơi, đây là bơ mình đã làm chảy ra rồi nè, mình đã nấu cho chảy ra rồi nhé. Bây giờ mình sẽ đổ vào một cái thố nhé. Sau đó mình sẽ rây đường bột vào nha các bạn. Đường bột này. Mình sẽ rây đường bột vào nha. Tiếp đến là mình sẽ cho bột nở và vani vào. Các bạn đảo đều lên nhé. Sau đó mình đập trứng vào nha các bạn. Rồi mình đảo đều lên. Sau khi các nguyên liệu đã hòa quyện vào với nhau thì mình sẽ rây bột mì với nha. Trước tiên mình sẽ rây một nửa bột mì trước. Mình chỉ làm 3 phần, mình rây từng phần một, mình đảo, nên xong rồi tiếp nha. Mình đảo. Mình đảo lên tiếp nha các bạn. Tiếp nha các bạn. Tiếp theo lần thứ 3 nha. Mình rơi hết số bột còn lại. Đảo lên tiếp nha các bạn. Sau khi mà hỗn hợp đã hòa quyện vào với nhau rồi nhé, bây giờ mình sẽ cho vào túi để mình bắt thành những cái bánh nhé. Các bạn ơi, mình sẽ sử dụng một cái khay đường nhé, rồi mình rót giấy nến đây. Nếu như các bạn không có còn đường thì các bạn có thể sử dụng nồi chiên không dầu nhé. Bây giờ mình sẽ bắt bánh ra thành những viên tròn nhé. Mình sẽ đặt bánh thành những viên tròn nha.
Sau đó các bạn mình có thể sử dụng một số các loại hạt hoặc sô cô la chip để mình cho lên trên mặt bánh nhé. Sau khi mình nặn thành những viên tròn xong thì mình sẽ lấy cái đĩa mình ấn xuống nha các bạn. Bánh sau khi mà ấn dẹp xong thì mình sẽ rắc sô cô la chip lên trên nhé. Các bạn có thể rắc sô cô la chip này, hạt hạnh nhân, hạt mè, hạt bí, cái hạt gì các bạn thích thì các bạn có thể rắc lên trên nhé. Bây giờ mình sẽ mang đi nướng nha các bạn. Mình sẽ nướng 180 độ 15 phút. Do bánh mình nặn mỏng nha, nên là mình chỉ nướng 15 phút thôi. Tùy lò nướng hoặc là nồi chiên không dầu nha các bạn, để các bạn căn chỉnh cho phù hợp nha. Bánh sau khi nướng 15 phút nhé, bánh nở ra rất là thơm và ngon nha các bạn. Nó ăn giòn, mềm, thơm mùi bơ, giống như là bánh Danisa ấy. Cực kỳ là ngon nha các bạn. Các bạn thử làm món bánh này để ăn Tết nha. Mùi thơm lắm luôn. Hai bạn nhỏ nhà mình rất là thích. Cảm ơn các bạn đã xem kênh Bếp Nhà Kê. Hẹn gặp lại các bạn ở những món ăn sau nhé.